VCS tiếp tục mang về tin vui sau khi GAM phục thù thành công đại diện của Latin Rambo Seven với tỷ số 2-0. Trong ván đầu tiên, GAM đã khóa vào cặp boss cực mạnh là Xayah Rakan khi đối thủ để hở ra. Rambo Seven cũng đã có những lựa chọn cực ổn với Gwen đường trên và Silas đường giữa. Orianna được Kati lựa chọn và bộ đôi K'Sante Wukong quen thuộc dành cho Kyajah Levi. GAM đã có một khởi đầu chảnh mãn khi khoai tây lốc xoáy và phải bung tốc biến trong tình huống sập lăn đầu tiên. Sau đó Kati đã để cho Oddy và Miro khai thác. Levi đến sau và GAM gặp bất lợi lớn. Tuy nhiên khu vực đường dưới đã tỏa sáng với pha duo kill và điểm hạ gục dành cho Slayder. Syndra trong tay Kati cũng đã chuột tội với pha solo kill mãn nhãn. Nhiều phút sau đó GAM chơi chắc chắn với cánh trên Kyajah, Levi, Kati. Rambo 7 còn trực tiếp quăng đi lợi thế vốn có trong tình huống băng trụ theo ở phút thứ 13. GAM càng đánh càng thắng. Kyajah với con bài K'Sante cực kỳ áp lực. Anh cùng Kati không ít lần đem về ưu thế cho GAM trong ván đấu này. Hy vọng của Rambo 7 bị chấm dứt hoàn toàn trong pha giao tranh phút 25. Levi giữ lại cho mình của triple kill. Rambo 7 cũng ngã hoàn toàn, đưa GAM vươn lên dẫn trước 1-0. Ván thứ hai, Rambo 7 có sự thay đổi khi tước đi những con bài thuận tay như Rakan hay K'Sante. Tuy nhiên, GAM đã có sự chuẩn bị với những lựa chọn mang chủ đích tấn công mạnh vào vị trí xạ thủ với Jax, Vi và Reo. Dù sở hữu một đội hình đánh về sau, nhưng Levi vẫn rất muốn khai thác triệt để khu đường trên, đẩy lợi thế dành cho Kyajah. Những kế hoạch đi ngang của anh Khánh đã hoàn toàn phá sản với pha outplay cực hay đến từ Bon. Không từ bỏ, GAM quyết định chơi chậm nhằm khai thác tài nguyên lẫn mục tiêu lớn, và chính sự hấp tấp của Rambo 7 đã khiến họ đánh mất tất cả. Xuất phát từ tình huống bắn trụ Slider ở phút 14, Rambo 7 đã đâm quá sâu và không nhận ra rằng các thành viên của GAM cũng đang có mặt ở đây. Một cú hồi mã thường đầu điểm của GAM tạo tiền đề cho pha giao tranh sứ giả khe nước chuẩn mực 2 phút sau đó. Lợi thế lớn là vậy, nhưng đại diện VCS vẫn mắc một sai lầm nhỏ, chẳng hạn như tình huống Slider quá hừng và dính phải hôn gió của Ari trong tay Miro. Nhưng xét về tổng thể thì GAM là đội có lợi hơn về công trình và cả lượng tài nguyên chỉ sau 20 phút. Phút 25, GAM đã dùng Rambo 7 mắc 7 Baron. Sau một khoảng thời gian cả hai chiếm đóng cứ điểm quan trọng này, Levi và Kyajah đã chơi cực kỳ xuất sắc khi khóa chặt sở thủ CEO, khiến anh lép vế hoàn toàn, dù cho trước đó khai xa của CEO đã dẫn trước rất nhiều. Thế như trẻ tre, GAM chỉ mất thêm 5 phút để kết thúc cặp trận bèo bà này. Thứ 6 ngày 13 đen đuổi, cả cộng đồng Liên minh Việt Nam đã nghĩ về kịch bản tệ nhất rằng GAM sẽ tiếp tục thua Rambo 7, thì hạt giống số 1 khu vực đã cho cả thế giới thấy sức mạnh của mình khi các bánh răng đã ăn khớp với nhau. Và ngày trở lại này còn tuyệt vời hơn khi Slayder có một cú pentakill trong tình huống giao tranh cuối cùng, đặt cột mốc đầu tiên trong lịch sử VCS với pha pentakill ngay tại đấu trường cấp cao khắp thế giới và kỷ niệm khó quên dành cho siêu xạ thủ của GAM trong lần đầu ra quốc tế. Với chiến thắng này, GAM đã rửa hận thành công trước Rambo 7, là đội trực tiếp tiến đại diện cho Mỹ Latin về nước. Họ sẽ đối đầu trước Lào trong ngày thi đấu tiếp theo để nuôi hy vọng gặp lại người anh em Teamwell. Trong cuộc phỏng vấn, Slayder đã khẳng định bản thân tự tin hơn trước rất nhiều khi được hỏi về kịch bản trong mơ rằng GAM và Teamwell sẽ tái đấu trong ngày thi đấu cuối cùng. Slayder cho rằng khả năng cao GAM sẽ gặp Teamwell. Anh rất muốn gặp lại Teamwell để tái hiện lại trận chung kết VCS khi bầy cá voi đang trong trạng thái tốt nhất. Trong mùa hè, Teamwell đã xuất sắc đi đến trận đấu cuối cùng, nhưng họ đã không có được sự phục vụ của hỗ trợ BDS vì vấn đề sức khỏe. Do đó, nếu Teamwell và GAM có thể gặp lại nhau tại sân khấu Worlds thì đó là một trận thư hụt rất đáng xem. Không nằm ngoài dự đoán, BDS dễ dàng đánh bại DFM để tiếp tục tiến vào vòng sau. Trong ván đầu tiên, đại diện của Nhật Bản là đội chọn tấn công trước với tình huống đi ngang rất sớm đến từ Steel. Mặc dù có được chiến công đầu nhưng khoảng cách giữa hai xạ thủ không quá lớn. Ship 4 châu Âu đã thi đấu lấn lướt khi khai thác những bước di chuyển xa của đối thủ. Họ tận dụng triệt để những bụi cỏ được tạo ra từ Ivan và gây áp lực cực lớn lên con Baron ở phút 24. Các thành viên DFM buộc phải ra tranh chấp nếu không muốn mất mục tiêu đáng tiếc. Chỉ chờ có vậy, VDS nhanh chóng hạ gục từng con mồi. Họ bóp nghẹt DFM chỉ sau 2 phút tăng tốc. Trong ván đấu tiếp theo, cả hai đội đã có những pha va chạm từ rất sớm. Vỏn vẹn 6 phút thi đấu, VDS và DFM đã mang về 5 điểm hạ gục. Càng đánh, đại diện Nhật Bản càng thua thiệt khi cánh trên VDS quá mạnh mẽ. Adam đã thể hiện sức trẻ với bậc thầy vũ khí, quẩy tan nát DFM trong pha giao tranh lớn. DFM hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Càng đánh, họ càng thua thiệt về mặt hạ gục và lượng tài nguyên. Với BDS, họ dùng con Baron đầu tiên để mở toang khu vực đường trên của đối thủ và sử dụng con Baron thứ hai như là miếng mồi dẫn đối thủ vào chỗ chết. Và cú pentakill tiếp theo trong ngày tiếp tục thuộc về Xayah trong tay Crowley. BDS trực tiếp loại DFM và họ sẽ đối đầu cùng CFO để tìm kiếm cơ hội đi tiếp. Như mọi năm, trong khi Worlds đang diễn ra, Rakan sẽ bắt đầu đăng tải những thông tin dành cho mùa giải mới. Phiên bản 13.20 vừa qua chính là sự khởi đầu cho giai đoạn cuối mùa 13 và tiền mùa giải 2024. Mới đây, nhà phát triển cũng đã nhá hạn 3 vị tướng tiếp theo được ra mắt vào mùa giải sau. Vị tướng gần nhất được ra mắt có thể là họa sư Hoài. Trong một phân đoạn ngắn về cốt truyện của vị tướng này, người viết cốt truyện Isamari Riot Orchidian de Leon đã miêu tả như sau: sự cống hiến của Hoài cho nghệ thuật cho phép anh thể hiện bản thân theo nhiều cách khác nhau. Có 3 chủ đề cụ thể mà anh có vẻ đặc biệt quan tâm đến. Và đừng nhầm lẫn, mặc dù là người nghệ sĩ u sầu, nghệ thuật của anh vẫn rất ấn tượng về mặt thị giác. Hoài có thể sử dụng các công cụ phức tạp và phong cách để cho những người yêu pháp sư một bản vẽ đầy tinh tế và khéo léo. Với những miêu tả rất mỹ miều, khả năng cao Hoài sẽ là vị tướng đường giữa tiếp theo tại đấu trường công lý, nhưng cũng có thể đây sẽ là một nghệ sĩ mang thiên hướng hỗ trợ. Tiếp đến, Riot còn bật mí rằng bên cạnh Naafiri thì họ sẽ tiếp tục cho ra mắt một vị tướng dạng quái vật. Tiếp đến, Riot còn bí mật rằng bên cạnh Naafiri họ sẽ tiếp tục cho ra mắt một vị tướng dạng quái vật thuộc Hero. Họ xác nhận đây là một chú rồng nhỏ mang gốc gác hoàng gia, được tạo hình dễ thương với bộ kỹ năng có thể thiêu rụi mọi đối thủ. Bên cạnh đó, những mô tả cho thấy vị tướng này đang được theo dõi bởi một thứ gì đó lớn hơn. Rất có thể đây sẽ là dòng tướng sở hữu các kỹ năng triệu hồi rồng ra rồng mẹ chẳng hạn. Cuối cùng, Riot chia sẻ cho người chơi thông tin về một Vastaya đường đơn. Như đã biết, Vastaya là hệ tộc của những Xayah, Rakan hay Rengar. Vị tướng này khả năng cao có thể án ngữ khu vực đường trên hoặc đường giữa, thuộc giới tính nữ, và có thể phát hiện tầm nhìn thông qua những mô tả như sau. Có một Vastaya không xa khỏi những dãy núi cao ở Freylock. Cô ta có niềm đam mê với việc khám phá, du lịch ở những vùng đất mới. Cô ta cũng có một thứ năng lượng tự nhiên. Để thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Bên cạnh đó, Scanner cũng đã được ấn định bộ kỹ năng mới sau khi rất lâu. Bò cạp kim cương được công bố rằng vị tướng này sẽ được chỉnh sửa lại. Theo lối chơi hiện tại, Scanner có thể tương tác cực tốt với địa hình bằng nội tại của mình. Sắp tới, vị tướng này tiếp tục giữ lại cơ chế đó nhưng sẽ tích hợp thêm khả năng lấy địa hình thông qua gameplay Halo. Các kỹ năng có thể tương tác với đất, ném ra gây sát thương, lao qua địa hình như Kain và làm choáng khi chạm trúng kẻ địch. Chiêu cuối được giữ nguyên nhưng Riot sẽ tinh chỉnh lại về cách sử dụng và khả năng cao Scanner có thể áp chế nhiều đối thủ cùng lúc.